Nó còn đến không? Cô ấy nói không đến đâu. Nhất định muốn cô ấy phải đến sao? Đó, sống có tốt không? Cô ấy sống rất tốt. Nhất định phải xử lý chuyện thừa kế như vậy sao? Sẽ để lại nhiều phiền phức lắm. Cái này là lời hứa của tôi với nó. Nói với nó, tôi nhớ nó. Hỡi Đức Chúa Trời quyền năng, Người là khởi nguồn của sinh mệnh. Người đã nhờ con trai Người, Giê-xu cứu vớt chúng tôi. Xin Người hãy chăm sóc và đón nhận ông ấy ở nơi vĩnh hằng. Amen. Giờ con định làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Tài sản đó, để lại cho đứa con gái riêng đó nhiều tiền như vậy, con không nghĩ cách sao? Cứ như vậy mà dâng cho người khác. Tiền con kiếm được đủ nhiều rồi. Lão Kiều, đã thăm dò được tin tức gì về đứa con gái riêng chưa? Thăm dò được rồi phu nhân. Tôi đã tra số chuyến bay của cô ấy. Cô ấy đã đến đây rồi, nhưng vừa xuống máy bay liền đi chơi luôn. Đi chơi? Tôi thấy nó chui tới mức muốn bay lên trời rồi. Tiểu thư, nếu có thể, xin cô theo chúng tôi về một chuyến. Không về không được sao? Cô đã bỏ lỡ tang lễ của cha cô, nhưng vấn đề liên quan đến tài sản vẫn cần cô đích thân về xử lý vài chuyện. Tiểu thư, vậy nếu tôi theo chú về thì tôi sẽ không quay lại nữa. Có thể chú không hiểu nổi, đối với một người sống trên đảo quan 18 năm, thế giới bên ngoài thật mới mẻ biết bao. Nghe nói cô ta đến rồi, tại sao không nói cho tôi biết trước? Để sắp xếp chỗ ở xong rồi nói. Nhưng gặp mặt vội vã quá. Cô ta không cần làm giám định thật sao? Không có ý nghĩa gì cả. Có phải là con gái ruột hay không đã không còn quan trọng nữa. Lý Trí không phải cũng đã lấy được tài sản rồi sao? Ngoài ra, lão gia tuy đã qua đời, nhưng cũng xin phu nhân chú ý một chút ánh mắt của những người xung quanh. Lẽ nào tôi phí công hầu hạ lão già đó 10 năm nay, bây giờ đến một quản gia cũng dám làm mặt lạnh với tôi? Dựa vào cái gì mà đứa con riêng đó chẳng phải làm gì cả cũng có thể có được chừng ấy tiền? Đừng lại gần tôi quá, người khác sẽ nhìn thấy đấy. Xem ra em rất để ý đến việc quan hệ của chúng ta bị phát hiện. Anh cảm thấy đạo đức đã biết quan hệ của chúng ta rồi, cho nên mới xử lý như vậy. Rất lâu trước đây anh đã có cảm giác bị người khác theo dõi. Ngoài ra, lão gia tuy đã qua đời, nhưng cũng xin phu nhân chú ý một chút ánh mắt của những người xung quanh. Dù sao thì lão già đó cũng đã chết rồi,
Còn về đứa con gái đó, nghe nói là lớn lên trên đảo quan, chẳng biết cái gì cả. Một cái chết do tai nạn chắc là có thể giải quyết được. Nếu chết ngay lập tức thì thời cơ không đúng lắm. Đương nhiên rồi, phải đợi thời cơ. Tới nước Pháp chắc là cô có rất nhiều thứ muốn xem. Vâng, trước đây tôi từng nhìn thấy trên mạng và TV, nhưng nhìn trong thực tế thì càng đáng xem hơn. Cuộc sống sau này của tiểu thư sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành thủ tục nhận tài sản theo chỉ thị của lão gia. Lão gia còn sắp xếp cho cô một biệt thự rất đẹp bên bờ biển. Vâng, bây giờ cháu rốt cuộc có bao nhiêu tài sản? Cô xem cái này đi. Đây là số bao nhiêu? Đây là 2 tỷ 1 đô la Mỹ. 2 tỷ 1 đô la Mỹ. Đây là số tiền mà một người bình thường cả đời cũng không tiêu hết được. Vậy cho dù nói thế nào, giờ cháu là người có tiền rồi đúng không? Đương nhiên. Vậy cháu có thể mua xe không? Mua xe? Cô muốn mua xe gì? Chào mừng quý khách, tôi giúp gì được không? Cháu muốn mua chiếc xe này. Sao lại chọn chiếc này? Chúng ta có thể chọn chiếc tốt hơn. Gần đây cháu xem một bộ phim, nam chính lấy chiếc xe này siêu ngầu luôn. Cháu muốn chiếc xe này. Vậy được thôi. Chiếc này. Được ạ. Về cuộc sống sau này của cô, có rất nhiều chuyện cần bàn bạc. Cô có nhiều tiền như vậy, phải suy nghĩ về sự an toàn của bản thân. Phải thuê vệ sĩ tới bảo vệ. Còn những hoạt động từ thiện mà lão gia từng tham gia khi còn sống, giờ đến lượt cô tham gia. Yeah, thắng rồi. Cháu không đi không được sao? Những chuyện này cho chú Đạo Đức giúp cháu xử lý không được sao? Vì ngộ nhỡ số tiền đó mất hết cũng không sao ư? Tuy tiền rất nhiều, nhưng cũng rất khó tránh được. Đạo Đức à, chú có thích kiếm tiền không? Đương nhiên, kiếm tiền là nghề của tôi mà. Được. Vậy nhờ chú Đạo Đức sau này giúp cháu quản lý chuyện tài sản nhé. Cháu sẽ trả chú thù lao xứng đáng, không để chú thất vọng đâu. Cháu tin con mắt nhìn người của ông ấy, vì vậy cháu tin chú. Tiểu thư không có chút đau buồn nào về cái chết của lão gia sao? Ông ấy đã 81 tuổi rồi, cũng coi như sống thọ rồi. Hơn nữa, cháu đã 10 mấy năm không gặp ông ấy. 10 mấy năm nay cháu luôn sống trên đảo. Ông ấy chết đi, cháu mới có thể rời khỏi đảo. Cháu rất cảm ơn ông ấy. Ông ấy cũng làm theo lời hẹn, tuân thủ lời hứa với mẹ cháu. Đúng rồi tiểu thư. Bây giờ tiểu thư là nhân vật rất được quan tâm. Gần đây có rất nhiều người bên truyền thông đều yêu cầu phỏng vấn. Cháu không muốn. Cháu không tham gia bất cứ hoạt động phải lộ diện nào cả. Sau khi xử lý xong việc kế thừa tài sản, cháu sẽ về nước sống. Xin lỗi. Xin lỗi. Chào mọi người, tôi là Tuyết Cơ. Chào cô, tôi là vợ của Thế Tông, Tần Tư. Chào cô, tôi là bà ba, Ôm Lôi. Tôi là con gái của bà cả, chào đón cô, tôi là Lisa. Chúng tôi là con của bà hai,
Tôi là con gái cả Tuyết Lị. Đây là em trai tôi Khani. Con trai của bà hai Lý Triết một lát nữa sẽ tới. Cậu ấy không phải là con đẻ. À đúng rồi, cô đến Pháp đã quen chưa? Ồ, đã quen rồi. So với trên TV và trên mạng, nhìn thấy những vật thật này thấy hoa cả mắt. Rất tuyệt. Chuyện thân thiết với nhau bây giờ nói còn hơi sớm. Tuy cô đã là người trưởng thành nhưng dù sao cũng còn ít tuổi. Hơn nữa cũng chưa quen thuộc với môi trường xung quanh. Lập tức phải quản lý nhiều tài sản như vậy, chúng tôi đều cảm thấy hơi miễn cưỡng. Nếu cô không ngại thì chúng tôi có thể giúp cô quản lý những tài sản đó. Đương nhiên về mặt pháp luật thì chúng ta là người một nhà. Chúng tôi sẽ không làm chuyện hại cô đâu. Đúng thế. Hơn nữa đạo đức đó, tuy đã quản lý tài sản cho nhà họ Lý chúng ta 20 năm nay, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Trong cái chết của cha cô, ông ta đã làm gì chúng ta đều không biết được. Cô nói rất có lý. Có điều không được. Đây là tài sản cha tôi để lại, cũng là quà ông ấy tặng tôi. Xin lỗi nhé, tôi hỏi cô việc này. Cô có phải là con gái ruột của ba không? Tôi cũng không biết nữa. Sau khi ông ấy qua đời thì tôi mới xuất hiện. À đúng rồi, còn việc này nữa. Nghe nói đồ ngọt ở đây ngon lắm, có đúng không? Có chứ, để tôi dẫn cô đi. Được. Bánh kem của các người ngon thật. Cảm ơn. Lần trước tôi gặp ba đã là chuyện 10 năm trước rồi. 10 năm nay ông ấy sống có hạnh phúc không? Đương nhiên rồi. Có một người vợ trẻ trung như tôi, cô không cảm thấy ông ấy có những năm tháng cuối đời hạnh phúc sao? Có điều, nếu mẹ cô vẫn còn sống, tôi rất muốn gặp bà ấy. Tuy là tôi đã xem ảnh rồi, hai người rất giống nhau. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi về trước đi. Vậy để tôi tiễn cô. Cảm ơn anh Lý Triết, nhưng đạo đức đã đang đợi tôi rồi. Tiểu thư Tuyết Cơ, mời cô lên xe. Tại sao tiểu thư không để cậu ấy đưa về? Anh ta ấy à, vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường. Cháu cảm thấy chắc chắn anh ta sẽ không đưa cháu về một cách thuận lợi đâu. Ờ đúng rồi, tiếp theo có sắp xếp gì không? Tiểu thư muốn làm gì? Cháu ấy à, đầu tiên cháu muốn học lái xe, sau đó cháu có thể tự mình lái xe đi hóng gió rồi. Đi chơi một mình ư? Không mang theo vệ sĩ à? Thôi, mang theo vệ sĩ rắc rối lắm. Cháu muốn tự mình đi mua vé tàu, tự mình đi tàu điện ngầm. Dù sao thì cháu muốn thử mọi việc trong cuộc sống bình thường. Vậy được rồi, có việc gì thì gọi điện cho tôi. Alo, Đào Đức. Chào cậu thiếu gia. Alisa gần đây thế nào? Hồi trước vẫn đi chơi ở bên ngoài. Gần đây hình như chỉ ở nhà lên mạng.
Chỉ có lúc tập lái xe mới đi ra ngoài. Cho tôi số điện thoại của cô ấy. Được. Alo, Lý Triết. Ăn cơm sao? Tôi không muốn ra ngoài. Quang nghênh anh tới. Bánh kem của cô giúp cô mang tới rồi đây. Cảm ơn. Đây là gì thế? Ồ, đây là những thứ trước kia hồi còn ở trên đảo tôi muốn mua mà không mua được, bởi vì họ không giao tới. Cho nên bây giờ tôi liền mua hết về. Mua những thứ này làm gì? Thuê một trợ lý là được rồi. Tôi có phải nghệ sĩ đâu, cần trợ lý làm gì? Tôi cũng chẳng tham gia hoạt động gì. À đúng rồi, cà phê tôi mới mua ngon lắm, nếm thử nha. Được. Hồi cô còn nhỏ, suýt nữa thì tôi đã nhìn thấy cô. Hồi tôi còn nhỏ ư? Ừ, hồi nhỏ tôi cùng cha đến đảo một lần. Lúc đó nhìn thấy bóng lưng của mẹ cô. Tôi còn nhớ lúc đó mặt trời đang xuống núi. Một mình bà ấy ngồi bên bờ biển rất lâu, rất lâu. Có lẽ do tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng bóng lưng của bà ấy nhìn thực sự rất cô đơn. Hồi còn nhỏ như vậy mà anh vẫn nhớ được, tôi đã quên từ lâu rồi. Cho nên nghe nói cô tới rồi, tôi liền muốn tới gặp cô. Thật sự rất giống. Tôi không thích nói về chuyện của mẹ tôi đâu. Xin lỗi nha. Có điều cho dù thế nào, giờ cô có tiền như vậy rồi, cũng nên ăn mặc đẹp một chút chứ. Cô nhìn tóc này, lông mày, móng tay, chưa cái gì từng được chăm sóc. Còn cả quần áo này, chẳng có phong cách gì cả. Chẳng phải tôi mới ở đảo ra sao? Chưa hiểu mấy thứ này, cô thấy rắc rối nữa. Có điều, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trang điểm. Chuyện quan trọng nhất là cô gái duy nhất tôi từng gặp mà trên môi không có đến 0,01% màu sắc đó. Không thể tha thứ. Không cần anh nói, tôi cũng đang định học trang điểm rồi. Anh cứ thử sống trên đảo hơn 20 năm mà xem. Hôm nay anh tới đây có phải để cười nhạo tôi không? Đi nào, tôi đưa cô tới một nơi. Không đi, tránh đến lúc đó bị người ta nhận ra. Yên tâm đi, không có ai biết chỗ đó đâu. Đi nào. Anh có tin chuyện giấc mơ thành sự thật không? Tôi không tin. Tôi nghĩ tỉnh mộng rồi thì tất cả cũng sẽ kết thúc. Nhưng tôi muốn tin. Nếu không thì sẽ hối tiếc. Tỉnh mộng rồi thì có gì để mà hối tiếc? Nếu như không có giấc mơ thì sẽ không gặp được người trong mơ đó nữa. Cô nói gì cơ? Không có gì. Wow, chỗ này đúng là đẹp thật đấy. Ồ đúng rồi, lát nữa cho tôi lái xe của anh được không? Tôi muốn tự mình luyện tập một chút. Không ổn đâu, để tôi đi cùng cô. Không cần đâu, tôi muốn một mình. Tôi tìm người đến đón anh nhé. Được rồi. Cảm ơn.
Chụp hình xong rồi gửi qua đó đi. Đi thôi. Có thể thu hồi số hàng này được không? Số 1838, 1842 và 2538. Tôi sẽ cho anh 2 triệu. Tôi đồng ý. Tuyệt. Rất vui khi được hợp tác với anh. Hợp tác vui vẻ. Tôi có hân hạnh được mời tổng giám đốc ăn trưa không? Tôi đã có kế hoạch khác rồi. Có lẽ lần tới. Được rồi, lần tới. Cảm ơn. Chiều nay anh có thể mang theo hợp đồng đặt vé máy bay về. Được, vậy còn tổng giám đốc thì sao? Tôi lại thêm vài ngày nữa. Alo, Đạo Đức, Tuyết Cơ có ở cùng chú không? Tiểu thư không có ở cùng tôi, không phải cô ấy đi cùng cậu sao? Không có cô ấy đi một mình mà. Giờ tôi đang ở cổng biệt thự của cô ấy, bấm chuông mãi mà không có ai. Vậy cậu đợi chút, tôi sẽ tới ngay. Mời thiếu gia. Quá ra chú có chìa khóa. Đúng, hợp đồng của biệt thự này là dùng tên của tôi. Quả nhiên vẫn chưa quay lại. Sao có thể chứ? Hôm qua cô ấy vừa mới đến Pháp. Là nước lạ cái, có thể đi đâu được. Nói cũng phải. Vì sự an toàn của cô ấy, xung quanh biệt thự đều lắp camera giám sát. Trên đường tôi đến là đã cho người kiểm tra tất cả camera. Quả thật chưa quay lại. Có thể nào cô ấy lái xe bị lạc đường? Hay là đi đâu chơi rồi quên mất thời gian? Kể cả như thế thì cũng phải về rồi chứ. Hơn nữa chiều nay tôi đã hẹn tiểu thư ký một số tài liệu. Liệu có phải là xảy ra tai nạn giao thông không? Mẹ của Tuyết Cơ chính là mất vì tai nạn giao thông. Khi tôi 5 tuổi, là chuyện xảy ra vào năm nào? Năm 1995. Khi tôi 5 tuổi là 1997. Lẽ nào năm đó người tôi nhìn thấy không phải mẹ của cô ấy hay sao? Thế này đi Đạo Đức, chúng ta chia nhau ra tìm. Không ngờ người phụ nữ đó lại ra tay nhanh như vậy. Alo, tiểu thư Tuyết Cơ à? Alo, Đạo Đức. Mau cho xe tới đón tôi.
Tiểu thư, tiểu thư à, nào, chậm thôi, chậm thôi. Tiểu thư, cô bị người ta đánh lén sao? Giờ tôi sẽ lập tức liên hệ với bệnh viện chuẩn bị phòng chữa trị. Không, không đến bệnh viện đâu. Nhưng mà tiểu thư à, vết thương của cô nhìn rất nghiêm trọng. Lỡ như, cháu đã nói rồi, không đến bệnh viện. Đi thôi. Được, tôi sẽ lập tức đưa cô về nhà. Tiểu thư, có cần mời bác sĩ riêng đến nhà chữa trị cho cô không? Tôi rất lo lắng về vết thương của cô. Không cần đâu, cháu không sao. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tiểu thư, tôi có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tôi còn dựa trên chuyện này mà điều chỉnh phương án bảo vệ cho cô. Cháu bị súng bắn chết. Chỗ này trúng một phát đạn. Súng bắn chết. Đúng rồi Đạo Đức. Trước đây chắc là Lý Thế Tông đã sai người đi điều tra về cháu rồi. Tốn nhiều sức người sức của như vậy. Liên quan đến chuyện của cháu, chắc là chú cũng rõ đôi chút. Đúng là có biết một chút. Nhưng tiểu thư yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Cho nên cháu mới nói chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Cháu có thể tin tưởng chú, nhưng cháu không có cách nào tin tưởng những người khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tiểu thư. Đây cũng là di nguyện của lão gia trước lúc lâm chung. Chú đang sợ nên mới hơi run phải không? Không không không, tụi tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa có kinh nghiệm xử lý chuyện thế này. Tuy rằng trước kia đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra với cô vẫn cảm thấy thật khó mà tin được. Chú không sợ hả? Từ xưa đến nay, thứ con người sợ không phải là dạng vật khác nhau, mà là tấm lòng thiện ác. Cảm ơn chú Đạo Đức. Đúng rồi tiểu thư, Lý Triết đang trên đường tới đây. Để cậu ấy không nghi ngờ, tốt nhất là cô thay bộ quần áo này ra. Vâng. Tuyết cơ, anh tới rồi hả? Bánh là do anh mua hả? Tôi ăn rồi, ngon lắm, cảm ơn. Vì sao cả đêm không về nhà? Tôi lái xe. Lúc từ bờ biển về thì bị cướp. Lái xe xịn đúng là sẽ bị trộm. Sau đó thì xe hết xăng, tôi liền đổ xe ở ngoại ô. Sao chuyện nguy hiểm như vậy mà cô có thể nói bình thản thế? Sớm biết vậy thì tôi đã đi cùng cô. Thật không nên để cô một mình lái xe ra ngoài. Nên để Đạo Đức sắp xếp cho cô vài vệ sĩ. Cô không sao là tốt rồi. Lý Triết, cảm ơn anh quan tâm tới tôi như vậy. Tôi đâu có quan tâm tới cô. Cảm giác này rất tuyệt. Cảm thấy mình không còn chỉ một mình nữa, có thêm một người thân quan tâm tới mình. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nếu thực sự như cô nói, đứa con gái nuôi này bị mất tích hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn, thì đúng là cô sẽ nhận được phần lớn tài sản. Dù sao thì ông Lý Thế Tông trước khi chết không có di chúc rõ ràng. Alo, Đạo Đức, có việc gì không?
Chào phu nhân, tiểu thư Tuyết Cơ muốn hẹn gặp bà vào chiều mai, bàn về chuyện tài sản thừa kế. Tuyết Cơ, chính miệng cô ta nói với ông hay sao? Đúng vậy, cô ấy đích thân dặn dò. Cô xem thời gian có được không? À, được thôi. Ở đâu? Ở nhà họ Lý có tiền không? Được. Alo, các người xác định đã giết chết Tuyết Cơ rồi chứ? Đương nhiên. Bố tôi gửi lại ảnh cho cô hay không? Được. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Thiếu gia, tối nay họp mặt gia đình, cậu có ở nhà dùng bữa không? Không. Được, vậy chỉ cần chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư Tuyết Cơ và bà nhỏ thôi. Tuyết Cơ sẽ đến sao? Vâng ạ. Vậy tôi sẽ ở nhà. Vâng, cảm ơn cậu. Gần đây phu nhân sống thế nào? À, vẫn ổn. Nhìn có vẻ cô sống cũng rất ổn. Thực ra gần đây tôi không được ổn cho lắm. Chính là vào hai hôm trước, tôi từ bờ biển về. Lái xe là Lý Triết cho tôi mượn. Cô đoán xem có chuyện gì? Tôi đã bị cướp. Sao lại có chuyện như vậy được? Cô không bị thương ở đâu chứ? Tôi vẫn ổn. Còn xe thì do có bảo hiểm, cho nên cũng không cần bồi thường. Có điều làm sao? Có điều may mà tôi không lái chiếc Ferrari mới mua, không thì tôi sẽ đau lòng chết mất. Trời ơi, tôi định sau này sẽ mua mỗi hãng xe một chiếc, cô thấy sao? Tốt thôi. Thực ra hôm nay tôi đến là có một số chuyện muốn nói với cô. Dù sao thì xét về mặt pháp luật, cô coi như là người giám hộ của tôi. Tôi nghĩ cô có quyền biết trước. Kế hoạch gì thế? Chẳng phải là tôi vừa bị cướp sao? Tôi chỉ đang nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên chết đi, tôi sẽ làm giống cha tôi, quyên góp hết những tài sản kia cho xã hội. Cô muốn làm theo di nguyện của Thế Tông đúng không? Vậy đương nhiên là rất tốt. Chỉ có điều bây giờ cô còn trẻ như vậy, suy nghĩ tới những việc này có phải sớm quá hay không? Cô cho rằng tôi suy nghĩ quá sớm phải không? Phải. Vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đúng thế, cô suy nghĩ thêm đi, không phải vội. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Cô có muốn đi dạo quanh đây với tôi không? Có được không?
Tuyết cơ, tôi thấy không nên đi tiếp nữa, sẽ lạc đường đấy. Muốn có tiền tới như vậy hay sao? Tới mức giết người cũng phải có được đúng không? Cô nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu? Tội lỗi mà chính mình phạm phải, một câu không hiểu là có thể che đậy được hay sao? Tốt xấu gì tôi cũng là người giám hộ của cô. Cô ăn nói với tôi như vậy, có phải vô lễ quá rồi hay không? Người giám hộ. Nhìn bộ dạng của cô, mười mấy năm nay sống cùng Lý Thế Tông cũng không vui vẻ gì. Cô muốn làm gì? Cô điên rồi. Sau khi giết tôi, cô rất vui phải không? Đến một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, phải không? Tuyết cơ, cô đừng nói linh tinh nữa. Tôi căn bản không hề làm những chuyện đó. Hơn nữa, không phải giờ cô vẫn đang khỏe mạnh đó sao? Thành thật một chút đi. Sau khi họ giết tôi, chẳng phải là gửi ảnh cho cô rồi hay sao? Được rồi, là do tôi làm đó. Vậy thì đã sao? Cô biết 10 năm nay tôi sống như thế nào không? Sống cùng một lão già hơn 70 tuổi, mỗi ngày có biết bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng tôi. Tôi nhịn, tôi cứ nhịn mãi, chính là để một ngày tôi sẽ có được thứ mà mình muốn. Tôi không có một người mẹ tốt giống như cô. Giờ sinh ra cái gì cũng có, tất cả những gì tôi muốn đều dựa vào chính mình. Cô thật là nực cười. Nói như thể có người ép cô vậy. Đây là sự lựa chọn của chính cô mà. Nếu đã lựa chọn thì phải cố mà chịu đựng chứ. Cô đừng có được nước lớn tới. Tuyết cơ, cô phải nghĩ cho kỹ. Cô làm như vậy sẽ phải trả giá đấy. Được, vậy thì thử xem sao. Trong này tổng cộng có 6 lỗ đạn, 2 viên đạn. Cũng có nghĩa là cô có 2 phần 6 cơ hội để giết tôi. Tôi cũng vậy. Không phải cô rất muốn khiến tôi chết sao? Để xem lần này cô có đủ may mắn giết chết tôi, lấy đi tài sản của tôi hay không. Lúc cô tìm sát thủ giết tôi, chẳng phải rất dứt khoát hay sao? Sao giờ lại sợ rồi? Nếu cô đã không dám thì để tôi làm. Đừng mà. Tôi sai rồi, xin lỗi, là tôi đã sai rồi. Tôi cũng là nhất thời hồ đồ. Tha thứ cho tôi được không? Tôi cũng không dám nữa. Vẫn còn 2 viên đạn đó. Xem ra cô rất may mắn. Vậy sau này nhớ sống cho đàng hoàng nhé. Còn về sau này cô có thể làm người tốt hay không, chuyện này tôi không can thiệp, đó là việc riêng của cô. Nhưng từ nay về sau, đừng có gây sự với tôi nữa. Được, tôi xin thề, tôi sẽ không gây sự với cô nữa. Tôi xin thề. Nếu để tôi biết được sau này cô dám có chút ý đồ bất lương nào, tôi đảm bảo cô sẽ không may mắn như lần này nữa đâu.
Ra đây đi. Đến bao lâu rồi? Cũng được một lúc rồi. Anh đi theo tôi làm gì? Tò mò. Rốt cuộc cô là ai? Tuyết cơ là biệt danh à? Xin chào, xin chào. Chúng ta làm quen nhé. Gì vậy? Cách nói trẻ con quá. Mong là cô có thể nói chuyện với chủ xe, giảm bớt tiền bồi thường một chút. Là lỗi của tôi. Đưa giấy bồi thường cho tôi. Ngầu quá.